suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại.